Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 6 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tại thị xã Mường Lay và huyện Tủa Chùa về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân giai đoạn 2016-2020. Những ngày tháng năm lịch sử gặp những cựu chiến binh chiến sĩ Điện Biên, dù đã 66 năm trôi qua, tuổi cao sức yếu, song những ký ức hào hùng của một thời hoa lửa còn in đậm trong tâm khảm của mỗi người. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên triển khai nhiều giải pháp, rà soát mức độ thiệt hại của khách hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi tiền vay cho khách hàng. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2020, chiều nay đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do đồng chí Lê Văn Quý, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động và thành kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hình thức như xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ nhân dịp lễ Tết. Đồng thời luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, đồng tâm nhất trí, khắc phục mọi khó khăn thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên đài tưởng niệm và từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Hôm nay, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong giai đoạn 2016-2020 tại thị xã Mường Lay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Mường Lay, từ năm 2016 đến nay, thị xã đã tiếp 44 lượt công dân, trong đó cấp thị xã tiếp 38 lượt người, cấp xã tiếp 6 người. Tiếp nhận 116 đơn, trong đó 1 đơn tố cáo, 115 đơn kiến nghị phản ánh, 100% đơn kiện đã được giải quyết xong. Nội dung tiếp công dân chủ yếu phản ánh kiến nghị việc thực hiện chế độ chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Thủy điện Sơn La, quản lý sử dụng đất đai, trật tự đô thị, an toàn giao thông, an sinh xã hội, v.v. Các kiến nghị phản ánh của công dân đã được Ban tiếp công dân thị xã, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp hướng dẫn giải thích, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của công dân. Tại các buổi giám sát, thành viên tổ giám sát đã nêu một số vấn đề còn tồn tại hạn chế trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân của Ủy ban Nhân dân thị xã cũng như Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả thị xã Mường Lay đạt được trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời đề nghị thời gian tới để hạn chế việc đơn thư khiếu nại, thị xã cần tăng cường giáo dục pháp luật cho người dân, phát huy hiệu quả công tác hòa giải ngay tại cơ sở, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ tiếp đón, nhận trả kết quả của công dân. Trước đó, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Lay Nưa và phường Na Lay. Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh hôm nay cũng đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân giai đoạn 2016-2020 tại huyện Tủa Chùa. Thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân, huyện Tủa Chùa đã bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện. Quyết định thành lập ban tiếp công dân, bổ nhiệm trưởng ban tiếp công dân, phân công công chức trực tiếp tiếp công dân, cán bộ làm công tác tiếp công dân được đào tạo bồi dưỡng tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, ban hành nội quy quy chế phối hợp trong hoạt động tiếp công dân tại trụ sở. Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện được thông báo công khai theo thông báo của ban tiếp công dân và chương trình công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện. Giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Nhân dân huyện Tủa Chùa đã tổ chức tiếp 102 lượt công dân,
nội dung tiếp công dân tập trung chủ yếu vào một số nội dung như giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp nguồn nước, chế độ chính sách, bồi thường giải phóng mặt bằng khi triển khai các công trình trên địa bàn huyện. Tổng số đơn thư tiếp nhận 173, trong đó 155 đơn thư đủ điều kiện giải quyết và 108 vụ việc đủ điều kiện giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay đã giải quyết 107 trên 108 vụ việc. Các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân của cấp ủy chính quyền cấp xã, như số lượng ngày tiếp công dân của người đứng đầu còn thiếu so với quy định của pháp luật, công tác phân loại đơn thư của công dân chưa cụ thể rõ ràng. Đối với công tác tiếp công dân tại ban tiếp công dân huyện, đoàn giám sát yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa làm rõ thêm về công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa cần tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dễ phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo. Thường xuyên đối thoại trực tiếp với người khiếu nại tố cáo, nâng cao hiệu quả các tổ hòa giải để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo tại các cơ sở, phối hợp với các cơ quan thanh tra để mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ tiếp công dân các cấp, giải quyết đúng trình tự thẩm quyền đối với những đơn thư khiếu nại tố cáo, không để kéo dài. Ngày 6 tháng 5, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Đông, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức hành trình tri ân gặp mặt tặng quà các gia đình chính sách và lực lượng công an xã, công an huyện Mường Nhé. Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Mại Văn Hiền, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân cùng đoàn công tác đã trao hơn 500 suất quà cho các gia đình khó khăn và học sinh nghèo tại huyện Mường Nhé. Trong đó có gần 100 suất quà cho các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng công an tăng cường xã và hơn 400 suất cho học sinh bán trú trường tiểu học Trần Văn Thọ. Đây là một hoạt động ý nghĩa của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, nằm trong chương trình mỗi năm hướng tới một địa bàn khó khăn, nhằm động viên cán bộ chiến sĩ công an cơ sở và các gia đình chính sách, học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, biên giới. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2020, sáng nay, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã đến thăm và tặng quà cho các cán bộ, cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, hiện nay toàn thành phố còn 90 chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên năm xưa còn sống, có cựu chiến binh năm nay 96 tuổi. Tại các gia đình chiến sĩ Điện Biên, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của những chiến sĩ Điện Biên đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhân dịp này, 90 suất quà, mỗi suất trị giá trên 700.000 đồng đã được trao cho các cựu chiến binh với mong muốn các cụ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, mãi là những tấm gương sáng về đức hy sinh, lòng quả cảm, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Thưa quý vị, những ngày tháng 5 lịch sử này trở lại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, có dịp gặp những cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên, dù tuổi cao sức yếu nhưng nhắc lại chuyện xưa, những ký ức về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn trong tâm khảm của mỗi người. Cựu chiến binh Lý Quang Vinh, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên là một trong những chiến sĩ của Đại đội Trinh sát, Sư đoàn 316 trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở cái tuổi 90, lúc nhớ, lúc quên, nhưng khi nhắc đến những ký ức của một thời oanh liệt, mắt ông lại ngời sáng. Ông là lính trinh sát, khi ấy phải thật nhanh nhẹn, đặc biệt phải thật gan dạ, trong hoàn cảnh nào cũng không lùi bước trước quân thù. Ngày ấy, những người lính trinh sát như ông đã từng luồn lách qua từng hàng rào dây thép gai tại cứ điểm đồi A1 xem địch bố trí hỏa lực, địa hình để đồng đội tiến công. Bởi những thông tin thăm dò được sẽ cực kỳ quan trọng đối với mỗi trận đánh. Nhiệm vụ chúng ta mình nắm tình hình, tức là báo kiến về sư đoàn trưởng, trung đội trưởng đằng sau chứ chiến sĩ vào thì báo trung đội trưởng ở đây, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng thì là báo cáo sư trưởng. Thời ác liệt thì quá ác liệt, và súng đạn thì pháo hồng cũ đến vào cho nghề trang ngang một đổ như lực, mà người mình vẫn vào sao không sợ hy sinh, chỉ là cứ tiến, chỉ có tiến không bao giờ lùi. Cựu chiến binh Phan Chi Tiết, thôn C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cũng là một trong những chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Năm nay 96 tuổi, cụ Tiết không còn đủ minh mẫn để có thể nhớ hết những trận đánh ác liệt mà mình đã tham gia trong chiến dịch Điện Biên năm xưa. Nhưng ký ức về một thời máu lửa luôn trong tâm trí cụ. Nói gương cụ, các con cháu trong gia đình cũng đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng, cũng như chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Gia đình chúng tôi cũng có cái truyền thống là tham gia cách mạng như thế này, thì cũng qua các cụ cũng nói chuyện, nó kể chuyện ấy, thì gia đình chúng tôi cũng lúc nào cũng noi gương theo các cụ ở trước là đi tham gia bộ đội chiến tranh Điện Biên Phủ này, tham gia chống Mỹ cứu nước này, trong việc chiến tranh biên giới thì chúng tôi trực tiếp được tham gia, thì chúng tôi cũng dạy bảo cho con cháu cũng là luôn chấp hành tốt mọi cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. 66 năm là cả một chặng đường dài. Huyện Điện Biên nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung đã có nhiều đổi thay. Và để có ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên sự đóng góp và hy sinh lớn lao của những chiến sĩ Điện Biên đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc. Với thế hệ trẻ, những câu chuyện của những người lính Điện Biên năm xưa sẽ là những bài học vô giá về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Trong cuộc sống đời thường hôm nay, họ vẫn luôn chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức bàn giao 18 nhà tình nghĩa cho các hộ dân hai bản Tả Cố Kỳ và Pờ Nhù Khò, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé. Thực hiện sự phân công của tỉnh giao cho các sở ban ngành tỉnh hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được phân công thực hiện hỗ trợ làm nhà cho 18 hộ nghèo tại hai bản Pờ Nhù Khò và bản Tả Cố Kỳ, xã Xín Thầu, trong đó làm mới 12 nhà, cải tạo lại 6 nhà. Các công trình được khởi công từ ngày 20 tháng 2 năm 2020. Nhờ tích cực triển khai, huy động cả hệ thống chính trị cơ sở và cộng đồng dân cư vào cuộc, nên các ngôi nhà đều đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và kết cấu công trình theo quy định của Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến nay, toàn bộ 18 ngôi nhà đều đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng, ổn định cuộc sống. Ngày 5 tháng 5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Điện Biên tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2020. Trong thời gian 1 tháng tham gia khóa học, 51 học viên của 21 xã đã được học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, quan điểm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chuyên đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thông qua chương trình học sẽ giúp cho các học viên nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cũng như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên việc tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020 tại Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên đã được rút gọn, không tổ chức đông người theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đại lễ Phật Đản được xem là nghi lễ lớn nhất của Phật giáo và được tổ chức chính lễ vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020 tại Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên cũng đã được tổ chức khác hơn so với mọi năm. Song các nghi thức, nghi lễ như rước Phật, tắm Phật vẫn được tổ chức trang nghiêm trước sự chứng kiến của chính quyền, các cơ quan chức năng và các tăng ni Phật tử trên địa bàn. Ngoài ra, việc tổ chức lễ Phật Đản năm nay cũng sẽ được tổ chức kéo dài từ ngày 1 đến hết ngày 15 tháng 4 âm lịch. Vì đại dịch cho nên Đại lễ Phật Đản không thể tổ chức đông người theo cái chỉ thị của Thủ tướng cũng như là cái thông tư của Giáo hội. Thì tại trụ sở Ban trị sự bằng cái cách rằng là giãn người ra thì sẽ tổ chức lễ Phật Đản, đã tổ chức lễ Phật Đản sớm hơn. Mấy năm trước là rằm thì mới làm, nhưng mà năm nay thì đã làm từ ngày mùng 1 cho đến tận đến rằm. Thì mỗi ngày như vậy á, là có 3 khóa lễ, mỗi khóa lễ thì 20 người ngồi cách nhau khoảng 2 mét, đeo khẩu trang. Trước khi vào chùa thì có cái bàn để rửa tay sát khuẩn. Chùa khuyến khích các Phật tử rằng là làm vườn lâm tỳ ni tại nhà
treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tại nhà, cũng như là tụng kinh Phật đản và thường xuyên mở và xem cái livestream của chùa. Vì các cái buổi lễ tụng kinh hoặc là giảng pháp thì chùa đều livestream để cho bà con có thể coi từ xa mà không nhất thiết là phải đến chùa. Bên cạnh việc tổ chức các nghi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên còn tổ chức phát các phần quà, động viên nhân dân và các tăng ni Phật tử luôn luôn hướng Phật, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết cùng xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh. Chùa Đinh Quang và Đế hội Phật giáo tỉnh Điện Biên vẫn đã quan tâm đến đồng bào dân tộc tại tỉnh Điện Biên, thì xã Thanh Nưa nói riêng thì cũng có quà tặng cho đồng bào là rất là nhiều quà, và cũng là được sự yêu ái của nhà chùa Đinh Quang thì hỗ trợ cho người dân rất là nhiều tấm lòng hảo tâm cho người đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở tỉnh Điện Biên ạ. Ngoài việc phối hợp tổ chức thành công lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban, đại lễ Phật đản, lễ cầu siêu trong những năm trước đây, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên còn thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội, để lại nhiều ý nghĩa và niềm tin đối với người dân và các Phật tử trên địa bàn tỉnh. Có thể nói là Hội Phật giáo tỉnh Điện Biên chúng hôm qua cũng đóng góp rất nhiều trong cái an sinh xã hội đối với lại tỉnh Điện Biên. Lấy đơn cử một số ví dụ như là cái việc mà họ xây nhà tình nghĩa, thì đến bây giờ cũng đã có được 50 căn nhà tình nghĩa cho các cái đồng bào các dân tộc mà yếu thế, khó khăn. Rồi các cái ngày lễ, ngày Tết đều có hàng ngàn suất quà cho đồng bào nghèo. Cho tính đến bây giờ thì có thể nói là hàng năm, mỗi năm thì Giáo hội Phật giáo đã chi ra khoảng trên 5 tỷ để thực hiện các hoạt động từ huyện rồi góp phần an sinh xã hội của tỉnh. Ngoài ra các cái hoạt động đấy thì còn những hoạt động ví dụ như là khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, rồi nồi cháo tình nghĩa ở các bệnh viện để mà giúp những người yếu thế có được cuộc sống tốt hơn và giúp cho cái việc phát triển của tỉnh Điện Biên. Dù không tổ chức đông người để phòng chống dịch COVID-19, nhưng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông tư kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử luôn hồi hướng, cầu thiện lành, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, cầu cho quốc thái dân an, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an lành. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp, rà soát mức độ thiệt hại của khách hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi tiền vay cho khách hàng. Trước tác động của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp hợp tác xã bị ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh cũng như giải thể. Chính vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Điện Biên, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh đã khẩn trương rà soát, nắm bắt thông tin từ phía khách hàng để có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về tín dụng trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là một số khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách, nhà hàng, hộ kinh doanh cá thể. Tính đến hết ngày 30 tháng 4, Agribank Điện Biên đã hỗ trợ cho 151 khách hàng với tổng dư nợ 511 tỷ đồng, trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ 74 khách hàng, tổng dư nợ 379 tỷ đồng, giảm lãi suất cho vay 3 khách hàng, tổng dư nợ 31 tỷ đồng. Cho vay mới ưu đãi lãi suất 55 khách hàng, tổng số tiền đã giải ngân 101 tỷ đồng. Cùng nhiều khách hàng đang được Agribank Điện Biên hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được hỗ trợ theo quy định của Agribank. Thực hiện cái chỉ thị 01 của Thống đốc Ngân hàng nước cũng như là các cái văn bản triển khai của hệ thống Agribank thì chúng tôi cũng đã chủ động các cái chính sách để làm sao hỗ trợ kịp thời nhất cho khách hàng thông qua một số cái gói tín dụng. Thứ nhất là chúng tôi thực hiện là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi đối với các khoản cho vay hiện hữu, và đối với các khoản vay mới thì chúng tôi cũng thực hiện là chính sách là giảm lãi suất đến mức tối đa là đến 2,5% để cho khách hàng, để làm sao mà hỗ trợ kịp thời nhất cho khách hàng trong quá trình là phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh, để cái chính sách mà nó đi được đến cái người dân và người khách hàng. Thế thì về phía ngân hàng chúng tôi đã chủ động thông tin rà soát đến khách hàng, như là gửi tin nhắn đến từng khách hàng có quan hệ giao dịch với Agribank về cái chính sách hỗ trợ để khách hàng biết và chủ động phối hợp với ngân hàng trong cái việc hoàn thiện một số cái hồ sơ thủ tục để được cái điều kiện hỗ trợ như ưu đãi trong cái giai đoạn về dịch COVID-19. Hiện nay chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Điện Biên đang triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
chương trình được áp dụng cho các khoản vay giải ngân từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến thời điểm sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 hoặc đến khi giải ngân hết gói tín dụng 100.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc đang tích cực triển khai để khách hàng sớm được nhận hỗ trợ ưu đãi để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi mà tiếp nhận được các cái thông tin cũng như chính sách của Agribank về hỗ trợ khách hàng thì khách hàng cũng rất là phấn khởi và cũng đã liên hệ liên tục và cũng đã ngân hàng thành phố, Agribank thành phố cũng đã hỗ trợ khách hàng và cũng đã giải ngân và cũng như là tháo gỡ khó khăn cho khách hàng một cách kịp thời. Qua đó là cũng giúp cho doanh nghiệp cũng như là các hộ gia đình khắc phục cũng như là khôi phục lại sản xuất kinh doanh để ổn định và phát triển. Song song với đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng có khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch với các quy định cụ thể đối với vay ngắn hạn và trung dài hạn. Đến nay, nhiều khách hàng đã được nhận gói hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Thế như trước cái tình hình đấy thì được như vậy là ngành ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng thành phố cũng như vậy là cho giảm cái lãi suất từ như vậy là 0,75 xuống như vậy là còn như vậy là 0,5 thì tất nhiên là tuy nhiên giảm nó được hơn 1% thôi nhưng mà đó cũng là một cái nguồn động viên và khích lệ cho cửa hàng như vậy là cũng giảm bớt cái khó khăn trong cái thời điểm như vậy dịch giã và trong cái điều kiện kinh doanh hiện nay. Không chỉ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà tất cả các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh ta đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta trong năm 2020. Nhằm chung tay cùng các hộ gia đình khắc phục hậu quả do thiên tai, sáng ngày 6 tháng 5, đồn biên phòng Nà Bủng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trao 134 suất quà cho các hộ gia đình tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ bị ảnh hưởng bởi mưa đá, dông lốc. Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, trận mưa đá kèm dông lốc cuối tháng 4 vừa qua, xã Nà Bủng có trên 250 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 134 ngôi nhà bị đổ sập hoặc tốc mái hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của các hộ gia đình. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, đồn biên phòng Nà Bủng đã kết nối với các nhà hảo tâm trao 134 suất quà cho các hộ gia đình, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Những phần quà này giúp cho các hộ gia đình giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Ngoài ra, đồn biên phòng Nà Bủng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể đứng chân trên địa bàn, trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi động viên gia đình có người bị thiệt hại, giúp bà con dựng lại nhà cửa, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Và đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.